Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tại các bộ ngành địa phương. Đối với tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của cả hệ thống chính trị. Đến nay 100% bộ phận một cửa cấp huyện, xã được đầu tư phòng làm việc, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia công tác cải cách thể chế, cải cách tài chính công, cải cách chế độ công vụ và tổ chức bộ máy nhà nước được chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thành viên tổ công tác, các bộ ngành và địa phương cần tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời ra soát hệ thống các văn bản pháp luật để xác định những vướng mắc cần giải quyết để đẩy nhanh sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.